Thưa các vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ ôn hết cái phần lộ sắc. Thì ở trong lớp học của chúng ta chỉ có lớp học không có đông, cho nên các vị hoàn toàn có thể mở cái webcam và cái microphone nếu mà các vị thấy rằng là tiện và bảo đảm rằng là nó không có ồn ào trong lớp đó, thì các vị mở. Thì thật ra khi mà tôi hướng dẫn các vị, tôi rất cần cái sự phản hồi từ các vị đó. Và đối với tôi thì trong ví dụ pháp nói riêng hay là các cái môn học nói chung, cái phần căn bản là cái phần quan trọng. Đấy, thì chúng ta nắm được cái phần căn bản thì chúng ta dễ dàng tiếp thu các cái phần khác. Và rất là mong mỏi là các vị học viên được cái dụ pháp, bởi vì chúng ta học cái dụ pháp ấy, là để dễ dàng đọc các cái tài liệu chú giải về tạng kinh. Nếu mà không có cái kiến thức dụ pháp ấy, thì nếu sau này chúng ta có đọc các cái bản chú giải về tạng kinh ấy, vậy đó, đối với tôi đó là cái mục đích chúng ta học ví dụ pháp đó là tôi đặt cái một cái tôi lấy một cái tiêu chuẩn ngắn thôi, đó là làm sao mà nhờ cái kiến thức đó mà chúng ta dễ dàng đọc được các cái bản chú giải khác. Ở Việt Nam các cái bản Atthakatha chưa có được dịch nhiều, nhưng mà một trong những cái bản kinh quan trọng đó là cái bản Thanh Tịnh Đạo. Thì nếu mà vị Phật tử nào mà chúng ta học được cái pháp đó, chúng ta cũng dễ dàng đọc được cái bản Thanh Tịnh Đạo. Và những Phật tử mà đeo đuổi vị pháp cho đến ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là các vị cũng đã rất là tâm huyết và rất là cố gắng. Và hầu hết là những học viên ở đây là những cái gương mặt thân quen thường tham gia các cái lớp học giáo lý cũng như là các lớp diệu pháp. Thì trả lại cái nói gì cả tôi sẽ cố gắng ôn tập cái phần căn bản này dùng cho cái lớp học chúng ta khoảng vài người đó, thì tôi vẫn duy trì. Bởi vì thật sự các vị biết đó là ngày xưa, ngày Hòa Thượng Thích Sử ngày còn sống thì không có được những cái lớp học đông đảo giống như chúng ta hôm nay, mà đôi khi cái lớp học của ngày chỉ có 5-3 người ngày vẫn dạy. Và hầu hết các lớp học của ngày nó là 10 người trở lại. Tuy vậy, với một cái sự nỗ lực của các vị học viên đó,
thì kết quả là ngày thịnh sự có thể trao truyền được rất là nhiều vị giỏi vi diệu pháp, mà ngày hôm nay chúng ta là những người được kế thừa từ cái sự hoằng pháp đó. Cho nên trong cái khoảng thời gian vừa qua, tôi tiếc rằng đôi lúc đó tôi không có duy trì, tôi không có dạy liên tục cho các vị, nhưng mà tôi cố gắng rằng lúc nào mà tôi có cái thời gian được thì tôi luôn luôn chỉ là chia sẻ các vị. Có một học viên có một vị học viên gửi vào cái Facebook của chùa là Đạt Tịnh Thủy hay Đạt Tinh Thủy chi đó, cho con Ngọc Trang gửi cho tôi cái Facebook của chùa, nói đến một số cái vấn đề về ở cái di pháp căn bản này đó. Thì thật ra ở trong cái phần căn bản này đó, nó có những cái vấn đề rất là quan trọng thưa các vị. Sau cái phần độ sắc này đó, thì tôi muốn chia sẻ đến các vị về các cái phần các vị tiền bối đi trước, đó là các thầy dạy về các cái phương pháp để dễ dàng nhớ cái nhiều pháp. Đó là cái bài học ngày hôm nay các vị chúng ta ôn về cái sắc pháp này. Thì trước hết là chúng ta nhớ về sắc pháp là có hai phần. Thứ nhất là cái loại sắc pháp mà được kể vào cái loại sắc pháp đặc biệt, tức là cái sắc pháp mà nó hình thành nên cái cơ thể của một chúng sinh mà chúng ta vẫn quen gọi là cái loài động vật. Và cái loại sắc pháp thứ hai nó là cái loại sắc pháp của những cái loài vô tri. Thì cái sắc pháp mà mình chúng ta học á, là chúng ta học về các cái sắc pháp mà hình thành nên cái loài động vật, hay nói cách khác đó là những cái chúng sinh hữu tình. Và đối với một chúng sinh hữu tình á, thì chúng ta khác những cái loài vô tri ở cái điểm nào? Đó là cái thân sinh lý của chúng ta đó, nó có những cái thứ nó do nghiệp tạo, có những cái thứ nó do tâm tạo. Nó khác cái loài vô tri, đó là loài vô tri nó không có do nghiệp, nó không có do tâm, mà chỉ cái loài động vật hữu tình nó mới có những cái sắc pháp là do nghiệp và do tâm. Bởi vậy khi mà chúng ta học về sắc pháp đó, thì khi mà chúng ta nắm về cái có hai cái loại sắc pháp, là cái sắc pháp đối với cái loại sắc pháp mà đối với tôi gọi là cái loại sắc pháp đặc biệt đó, là nó hình thành nên cái thân sinh lý của một chúng sinh, và cái loại sắc pháp vô tri. Thì đối với cái bản thân, đối với cái thân của một chúng sinh hữu tình đó, thì nó được tạo nên bởi bốn cái nguyên do, đó là chúng ta đã biết rồi, đó là do nghiệp, do tâm, do vật thực và do cái điều kiện môi trường hay là này, mà từ sự gọi là quý tiết. Và trong đó đó thì có hai cái nhân mà tạo cái sắc pháp đó mà chúng ta đặc biệt lưu tâm, đó là sắc do nghiệp tạo và sắc do tâm tạo. Và ở trong cái tiến trình diễn tiến của sắc pháp mà chúng ta đang học á, là chúng ta học về cái sắc pháp
của chúng sinh nhân loại. Còn đối với chư thiên hay là đối với cái Phật, các vị trời phạm thiên sắc thì cái tiếng ở đây chúng ta học đó là chúng ta hiểu rằng là tất cả cái tâm sinh lý của một chúng sinh đó, tất cả nó đều là do duyên tạo hết. Tức nghĩa là khi mà chúng ta có mặt ở trên đời đó, nó đều có cái nhân, đều có cái duyên của nó. Và hẳn nhiên là chúng ta đào sâu cái việc này đó, nó là một cái vấn đề về sau này. Nhưng mà người học chúng ta sẽ thấy rằng là cái thân của chúng ta đang có ở đây, nó không phải là do một đấng tạo hóa nào mà tạo hết, mà cái thân của chúng ta đang có ở đây đó, nó có những cái nhân của nó. Và trong những cái nhân của nó đó, là một phần lớn là nó do cái sự chi phối của cái luật nghiệp báo. Và do đó khi mà nói đến cái sắc nghiệp đó, thì ở đây các vị Phật tử phải hiểu rằng là những cái sắc này nó vốn là do cái nghiệp tạo, mà do vì chính cái nghiệp tạo đó cho nên là cái quả của nó, cái nhân và quả của nó được gọi là acintayo, là bất khả tư nghị. Tức là ở trong cái tác động giữa nhân và quả do cái nghiệp tạo thì chúng ta chỉ có thể học để hiểu rằng là cái nhân thiện nó cho cái quả thiện, cái nhân bất thiện nó cho cái quả bất thiện, và chúng ta chỉ có thể biết đến chừng đó thôi. Còn cái tác động của nó như thế nào đó thì chỉ có Phật trí mới có thể biết một cách trọn vẹn. Còn đối với hạng thinh văn trời, đối với hạng độc giác hay thinh văn thì chúng ta chỉ có thể là chúng ta biết cái nguyên lý là như vậy. Và trở lại đó là khi mà chúng ta nói đến cái chúng ta học về cái sắc pháp này á, là nếu mà vị Phật tử nào mà mình không có cái thời gian để mình nắm từng cái chi li, là mỗi cái thời điểm bao nhiêu cái sắc pháp sinh, bao nhiêu cái sắc pháp diệt, thì cái điều tối thiểu chúng ta phải biết rằng là cái sắc pháp này, hãy nói một cách đơn giản đó là cái thân của chúng ta đó, là nó được tồn tại bằng cả bốn cái nhân. Và chỉ có cái điều này thôi đó, thì chúng ta, nó giúp cho mình có nhiều cái suy nghĩ, có nhiều cái gợi ý. Chẳng hạn giống như là khi mà mình bệnh á, cái thân sinh lý của chúng ta nó thay đổi. Và một người học Phật á, thì chúng ta không vội vàng nói rằng cái việc này là nó do nghiệp, hay việc này nó do cái này cái kia, chúng ta không vội vàng nói như vậy. Do vì chúng ta biết rằng cái thân sinh lý của chúng ta nó do cả bốn nhân nó tác động. Cho nên á, trong kinh có nói rằng là nếu mà một người nói rằng mọi thứ là do nghiệp á, thì Đức Phật nói rằng Ngài không có chấp nhận điều đó. Bởi vì có những cái thứ á, nó do nghiệp, mà có những thứ nó không do nghiệp. Thì ở trong cái sắc pháp này á, thì chúng ta cũng thấy rằng là có những cái sắc pháp nó do nghiệp tạo, mà có những cái sắc pháp nó do tâm tạo. Do vậy giống như là khi mà mình đang bệnh, mình không có nói rằng là cái bệnh này nó là do nghiệp hết, mà có những khi là do tâm,
mà có những khi là do vật thực thức ăn của mình, và có những khi là do những cái điều kiện, cái môi trường nào đó. Nó do bệnh mà do tâm tạo á, là mình phải thay đổi cái tâm của mình. Cái bệnh mà nó do thức ăn á, thì mình phải thay đổi thức ăn. Cái bệnh mà do môi trường á, thì mình phải thay đổi môi trường. Còn cái bệnh mà do nghiệp á, thì chúng ta không có thay đổi được, mà chỉ có thể bằng cách là ở trong cái đời này á, chúng ta không có tạo cái nhân đó, thì đời sau chúng ta không có nghiệp bị cái quả đó. Còn nếu mà cái nhân nào đã tạo trong đời quá khứ rồi, cho đến hiện tại cái quả chín mùi thì chúng ta không tránh được. Do vậy một người Phật tử mà hiểu Phật pháp á, thì chúng ta không có ngạc nhiên rằng là tại sao một vị thánh nhân chí đến là một vị Phật, mà tại sao các ngài phải bệnh, có những cái bệnh này bệnh kia vân vân. Cái việc đó nó hoàn toàn đơn giản, bởi vì cái nhân bất thiện nào ở trong quá khứ mà các ngài đã làm, thì hiện tại khi mà cái quả chín mùi thì hoàn toàn nó có thể nó trổ quả. Và cái điều đó chúng ta hiểu rõ hơn về Đức Phật, về chư vị thánh nhân. Chứ chúng ta cũng không có nhìn về Đức Phật, về chư vị thánh nhân thần thánh hóa một cách cuồng tín vô lý. Thì trở lại cái bài học ngày hôm nay là thật ra cái phần lộ sắc này á, nó không có quá khó. Trước hết á, là chúng ta nắm về bốn cái nhân mà tạo ra cái sắc pháp, là nghiệp, tâm, vật thực và cái điều kiện môi trường. Và thứ hai là chúng ta nắm một cái nguyên lý khác, một nguyên lý nữa, đó là tâm á, nó sẽ sanh diệt á, nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Hay nói ngược lại, tức là sắc pháp á, sanh diệt chậm hơn tâm pháp 17 lần. Và từ cái cách này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái phần lộ sắc á, nó không có gì mà nó khó tính đối với mình hết. Ví dụ giống như là khi mà chúng ta học về những cái sắc pháp là do tâm tạo, và khi mà tâm nó tạo ra cái sắc pháp đó, thì nó vừa tạo ra cái sắc pháp thì khi đó cái tâm nó sẽ diệt đi. Nhưng mà sắc pháp đó, nó sẽ tồn tại suốt 17 sắc na của tâm pháp rồi nó mới diệt. Và trong cái đối với các cái tâm á, có những cái tâm á, nó không có thể tạo ra cái sắc pháp. Do vậy mà khi mà chúng ta học về cái sắc tâm á, là có những khi là cái tâm, cái những cái thành phần sắc pháp á, nó thiếu đi một nhóm, lấy ví dụ giống như là ngũ song thức, tức là cái cặp nhãn nhĩ thị thiệt thân á, nó không có tạo ra được cái sắc pháp. Do vậy khi mà cái lộ ngũ sanh lên, thì để khởi đầu cho cái lộ ngũ á, thì vừa cái khai ngũ môn, sau đó là 110 cái ngũ song thức. Thì khi mà cái, lấy ví dụ giống như là nhãn thức sanh lên, thì nhãn thức á, không có khả năng tạo ra cái sắc tâm. Thì khi đó cái nhóm sắc tâm á, nó mất đi một nhóm sắc pháp. Thì cái bài học ngày hôm nay là chúng ta nói đến cái trường hợp của là những cái trường hợp của cái sắc pháp nó mất đi. Nó mất đi có các cái trường hợp. Đó là thứ nhất là khi mà lộ ngũ sanh lên, do vì để có được cái lộ ngũ á, thì cái dòng tâm thức của chúng ta phải có 100 ngũ song thức. Và khi mà ngũ song thức sanh lên á, thì ngay khi đó ngũ song thức không có thể tạo sắc tâm.
Cái trường hợp thứ hai mà sắc tâm mất đi đó, đó chính là vị nhập thiền diệt. Một vị nhập thiền diệt tức là cái khoảng thời gian mà cái tâm của vị đó không sanh. Và những cái sắc pháp nào do tâm tạo đó thì khi đó, đó sắc pháp không có sanh được. Cho nên các vị nhìn trên cái biểu đồ lộ sắc á, khi mà một vị nhập thiền, khi mà một vị nhập thiền diệt á, thì 17 cái nhóm sắc tâm á, nó sẽ mất dần. Từ 17 đến 16, 15, 14, 13, 12, 11, vân vân. Thì cái điều này á, các vị thấy nó cũng dễ hiểu, là bởi vì khi mà một cái tâm không có, khi mà không có tâm á, thì khi đó không có cái điều kiện để tạo ra cái sắc tâm. Do vậy mà những cái sắc tâm nào mà đến cái sắc na đó mà nó đã đủ tuổi thọ là 17 sắc tâm thì nó diệt. Còn những cái sắc tâm nào mà đến cái sắc na đó, đó mà nó vẫn chưa đủ tuổi thọ cho nên nó vẫn còn. Vậy thì 17 cái nhóm sắc tâm đó, đó là khi mà cái tâm thì cái tâm khi mà vị nhập thiền diệt đó, thì vị này không có tâm. Cho nên là những cái sắc tâm nào mà nó đủ 17 sắc 10 nó đủ tuổi thọ rồi đó thì nó sẽ diệt dần diệt dần. Ở đây các vị có nghe kịp không? Các vị có cần để tôi dạ. Nghe có nghe. Các vị có cần để chắc là để tôi xem lại cái màn hình cái biểu đồ sắc tâm, các vị có mở cái biểu đồ của nó xem không? Dạ có ạ. Dạ. Dạ. Thì ở đây các vị có cái này nó đơn giản, có nó cũng không có gì mà các vị thắc mắc đúng không? Và để tôi thật ra có những cái cái lậu sắc này á, cứ nghĩ rằng là thứ nhất là các vị đã học, cái thứ hai nữa là nó đơn giản nhưng mà cũng không ngờ nó lại là rắc rối với các vị như vậy. Ở trên cái biểu đồ cái tờ thứ năm á, khi mà lộ ngũ sanh lên á, là sắc tâm nó thiếu một từ ngũ song thức. Ở cái bảng này là cái trang này các vị nắm được rồi đúng không? Bởi vì khi mà ngũ song thức sanh lên á, là ngũ song thức không có tạo được cái sắc tâm. Do vậy cái nhóm sắc pháp á, mà đến cái sắc na ngũ song thức sanh lên á, nó diệt đi đó, thì khi đó nó không có nhóm sắc tâm mới sanh lên, cho nên là nó thiếu đi một cái nhóm sắc tâm. Và đến cái sắc na tiếp thâu sanh lên á, thì một nhóm nó đã đủ tuổi thọ nó diệt đi, nhưng có một nhóm khác á, nó sanh lên do cái sắc na tâm tiếp thâu tạo. Cứ thông thường á, là cứ mỗi cái tâm á, nó sanh lên á, thì nó sẽ tạo ra một nhóm sắc tâm, đồng thời sẽ có một nhóm sắc tâm nó đủ tuổi thọ nó diệt đi. Nhưng mà ở trong lộ ngũ á,
là do vì cái ngũ song thức không tạo được cái sắc tâm, cho nên khi này nó chỉ có diệt mà không có sanh, cho nên nó chỉ có 16. Nó 16 cho đến khi mà cái sắc na đến cái sắc na thứ 18, thì khi đó là cái sắc na đầu, cái sắc na mà nó sanh, cái sắc na sanh vào cái tâm tiếp thâu thứ 16 nó đã đủ tuổi thọ. Và đồng thời khi đó đó là cái sắc na thứ 18 á, là nó có sanh có diệt, cho nên là nó là 17. Rồi tôi lặp lại á, tôi nhắc lại là cái điều kiện để một vị nhập thiền diệt là thứ nhất á, là nói về đạo quả đó, là vị này phải chứng được tam quả hoặc là tứ quả, đó là đối với cái thiền siêu thế. Còn cái thiền hiệp thế đó là vị này phải chứng được phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là về thiền hiệp thế đó là vị này phải đạt đến cái trình độ cao nhất, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Còn đối với thiền siêu thế hay là đạo quả đó thì vị có thể nhập thiền diệt được thì chỉ có vị thì chỉ có thánh tam quả và tứ quả mới có thể nhập thiền diệt được. Và khi mà nhập thiền diệt đó, gọi là thiền diệt ở đây tức là khi đó tâm thì nó không còn. Đối với chúng sinh phàm phu á, là nói về cái hạnh phúc á, là chúng ta cứ quan niệm rằng cái hạnh phúc đó mình phải cảm nhận được mình mới gọi là hạnh phúc. Chứ nếu mà mình không có cảm nhận được, hay nói theo danh từ vi pháp á, hay trong kinh nói chung á, tức là cái hạnh phúc nào á, mà mình phải có cảm thọ đó, thì nó mới là cái hạnh phúc. Còn mà nếu mà chúng ta vô tri, chúng ta không có cảm nhận được thì làm sao mình có hạnh phúc được. Và ở trong kinh có cái giai thoại đó, là có một lần có một vị tôn giả tên là Ứng Đại Dí này, trong một lần tham vấn nói chuyện với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng là: thưa tôn giả, có một cái hạnh phúc nào mà không có cảm thọ hay không? Thì khi đó Ngài Xá Lợi Phất này mới trả lời rằng là: thưa hiền giả, do vì không có cảm thọ cho nên mới gọi là chân hạnh phúc. Và để cảm nhận được cái hạnh phúc mà không cái cảm thọ này thì đối với một chúng sinh thường tình thì hoàn toàn không có thể cảm nhận được. Mà để có thể cảm nhận được cái hạnh phúc này ngay khi vị đó chưa nhập vô dư niết bàn thì cái trình độ khả năng này chỉ có thể có đối với một vị thánh tam quả và tứ quả về phương diện giải thoát. Rồi về phương diện định học á, là vị này phải là một vị chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ. Điều này các vị lưu ý. Và các ngày trong những khi mà để cho chúng ta cứ tạm gọi là đối với một vị thánh nhân, có những khi là các ngài cần phải các ngài hưởng an vị hương vị giải thoát đó, thì các ngài hưởng cái an hương vị giải thoát bằng cách là các ngài nhập định. Và các ngài nhập định nó tùy theo cái trình độ, cái khả năng của mỗi bậc thánh khác nhau, cũng như là các cái điều kiện khác nhau. Chẳng hạn giống như là các ngài có thể nhập thiền quả hay là các ngài có thể nhập thiền diệt. Và đối với những vị đó như là Đức Phật hay là các vị
đại đệ tử Đức Phật, như là ngày Xá Lợi Phất là một thiền điên, do vì các ngài còn phải rất là, các ngài phải có nhiều cái công việc độ sinh, cho nên không phải bao giờ các ngài cũng có thể nhập thiền diệt, và các ngài chỉ có thể nhập thiền quả. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà các ngài xác thấy rằng trong cái khoảng thời gian nào đó mà những cái chúng sinh hữu duyên không có, thì các ngài nhập thiền diệt. Cái nhập thiền diệt xem như là cái cách cao nhất mà một vị thánh nhân hưởng an lạc giải thoát ngay khi mà các ngài chưa viên tịch. Và chúng ta học vi pháp cũng giống như là người Phật học, thì rất là cần thiết để chúng ta biết cái một cái năng lực thiền định. Mà cái năng lực thiền định đó, đó chúng ta học ở trong cái lộ sách này, thì chúng ta thấy rằng là đối với các ngài đó, khi này khác với những cái chúng sinh khác về thân sinh lý, tức là đối với chúng ta bình thường là phải có những cái sắc pháp do tâm tạo, nhưng mà đối với các ngài, ngay lúc đó các ngài giống như là một vị trời phạm thiên vô tưởng, tức là ngài có thân mà không có tâm. Tuy vậy cái tuổi thọ vẫn còn, chứ không phải là các ngài viên tịch. Thì cái lộ thiền diệt á, tức là nói đến cái chúng ta biết rằng là trong khi mà các ngài xuất cái thiền, các ngài bắt đầu cái giai đoạn là cái tâm diệt không sanh á, thì những cái sắc na nào, những cái sắc na tâm nào mà đến đây, cái sắc na nào mà đến cái giai đoạn này á, mà nó đã đủ tuổi thọ rồi đó, thì bắt đầu nó diệt. Chẳng hạn giống như chúng ta ở đây, chúng ta thấy chúng ta sẽ thấy là sau khi mà hai cái tâm thiền sanh lên á, thì khi này á, là không có tâm. Cái này không có tâm, từ đây về sau là không có tâm. Thì những cái sắc na tâm nào, những cái sắc, cái nhóm sắc tâm nào mà đến cái sắc na này nó đã đủ tuổi thọ rồi đó, thì nó sẽ diệt. Và khi mà nó diệt rồi đó, thì do vì không có tâm, cho nên không có cái nhóm sắc tâm khác sanh lên. Và do đó là cái mỗi cái thời gian sắc na tâm trôi qua, và tất nhiên ở đây là do vì tâm không có sanh, cho nên chúng ta chỉ giả định nó giống như là cái thời gian của một cái sắc na tồn tại, chứ thật ra ở từ cái số 3, 4, 5, 6, 7, 8 này nó là không có sắc na tâm sanh lên. Nhưng mà những cái sắc pháp nào mà nó đã đủ tuổi thọ rồi đó, thì nó sẽ diệt dần cho đến cái sắc na thứ 10, sắc na thứ 18, thì khi đó qua sắc na đến thứ 19 á, thì vị này hoàn toàn không có sắc tâm. Và vị này không có sắc tâm. Và cho đến khi mà cái tâm ở đây trên cái biểu đồ này ghi là cái tâm tam quả, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái tâm tam quả hoặc là cái tâm tứ quả nếu đối với vị thánh A La Hán, thì khi mà cái tâm tam quả sanh lên hoặc là cái tâm tứ quả sanh lên á, thì hễ cứ mỗi cái tâm sanh lên á, thì tạo ra một nhóm sắc tâm, và từ đó nó thì nó sẽ tăng dần cho đến cái sắc na thứ 17 là bình số, tức là những cái nhóm sắc tâm nào mà sanh lên vào cái tâm quả thứ nhất sau khi xuất thiền diệt đến cái sắc na thứ 17 đó, thì nó đã đủ tuổi thọ, thì đến cái sắc na thứ 18 đó, thì nó sẽ diệt đi, và từ đó về sau cứ mỗi cái nhóm sắc tâm sanh lên đó, thì sẽ có một nhóm sắc tâm diệt đi, nó trở lại bình số bình thường.
Rồi rồi chúng ta nhớ là khi mà một chúng sinh mạng chung á, thì chúng ta mạng chung bằng bằng hai cái lộ tâm. Thứ nhất là bằng lộ ngũ và thứ hai là bằng lộ ý. Thì trong trường hợp mà lộ ngũ sanh lên á, thì nó cũng giống như là trường hợp của cái thời Bình Nhật. Tức là khi mà cái ngũ song thức sanh lên á, thì khi đó nó sắc tâm á, là mất đi một nhóm, bởi vì cái ngũ song thức không có tạo sắc tâm. Và từ đó về sau chỉ còn 16. Và cái sắc tâm á, sẽ diệt mất á, đồng thời với tâm tử. Còn đối với cái sắc nghiệp cũng vậy. Đối với cái bọn sắc nghiệp á, thì trước khi mà từ cái tâm tử đổ ngược về trước 17 sắc na, thì khi đó sắc nghiệp á, nó sẽ diệt dần. Mỗi cái sắc na tiểu á, thì sắc nghiệp á, sẽ diệt đi 8 nhóm sắc nghiệp, 8 bọn sắc nghiệp. Nó cũng giống như là khi sanh á, thì mỗi sắc na tiểu á, nó tăng mỗi cái sắc na tiểu á, thì nó tăng thêm một bọn, thì thêm một nhóm sắc pháp. Ở trong cái thời Bình Nhật á, thì nó đủ 8 nhóm sắc nghiệp. Thì cái mỗi cái sắc na ở trong sắc na tiểu ở trong cái thời Bình Nhật á, thì nó tăng 8 nhóm. Thì đối với cái giai đoạn cận tử đó, thì trước đó 17 sắc na, thì do vì cái đời sống của chúng sinh, do một phần là do nghiệp tạo, cho nên là nghiệp báo nó đã ấn định cái tuổi thọ của chúng sinh vào cái thời điểm đó là cái thời điểm tử. Cho nên là trước đó 17 sắc na đó là do vì năng lực của nghiệp, cho nên nó tác động cái sắc pháp đó, nó đã đến cái tuổi thọ nó không có sanh nữa và nó sẽ diệt dần. Và cứ mỗi cái sắc na tiểu đó, thì nó sẽ diệt 8 nhóm cho đến cái sắc na thứ 17. Trong cái sắc na thứ 17 đó, thì cái sắc na tiểu cuối cùng đó, thì nó còn lại 8 nhóm. Và 8 nhóm này, hay gọi là 8 bọn này, nó sẽ diệt đồng thời với cái tâm tử. Và tôi nhắc lại là ở trong đối với vi diệu pháp hay là ở trong kinh nói chung, không có trường hợp mà chúng ta gọi là những cái chết bất đắc kỳ tử, những cái chết đột ngột, mà tất cả nó đều khế hợp nhân duyên của nó. Chúng ta thấy một người bị một cái tai nạn bất ngờ nào đó là họ mất đi, thì một người như vậy đó, thì đối với cái phương diện nghiệp báo á, thì nó không phải là cái trường hợp đột ngột, mà nó đã tương thích với cái nhân duyên vừa đủ. Và do đó là chúng ta sẽ không có thắc mắc rằng đối với một cái trường hợp mà một người chết đột tử, thì cái tiến trình diễn tiến của sắc nghiệp khi này á, nó có thay đổi hay không. Ở trong vi diệu pháp hay là trong kinh không có thừa nhận là có cái trường hợp gọi là chết đột ngột. Nếu mà chúng ta nói đến một cái chết đột ngột, cái chết bất đắc kỳ tử, chẳng qua đó là chỉ là một cách diễn đạt theo cái ngôn ngữ thường thức thôi. Chứ còn nói về cái phương diện nhân quả, về cái nhân duyên khế hợp, thì hoàn toàn nó không có trường hợp nào mà nó dư, mà cũng không có trường hợp nào mà nó thiếu. Tất cả nó là khế hợp và đủ. Do vậy thì dù cho một người bệnh lâu ngày mà chết, hay là một người chết đột ngột, thì cả hai trường hợp nó giống nhau về cái phương diện nghiệp báo. Tức là trước khi mà người đó mệnh chung trở ngược về trước 17 sắc na, thì khi đó là sắc nghiệp nó đã diệt dần. Và ở đây chúng ta còn phải hiểu rằng là tuy thôi sắc pháp á, nó sanh diệt chậm hơn tâm pháp 17 lần, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái 17 lần đó
nó vẫn còn rất là nhanh so với cái nhận thức của mình. Có nghĩa là ở chúng ta tạm hiểu rằng là ở trong một cái khoảnh khắc, bằng giống như là một cái khoảnh khắc nháy mắt như vậy đó, thì cái tâm, cái sắc na tâm của chúng ta nó sanh diệt cả hàng tỷ lần. Thì trong cái hàng tỷ lần đó, chúng ta chia ra sắc pháp chậm hơn 17 lần chăng nữa đó, thì nó cũng rất là nhanh để nó diễn tiến, nó diễn tiến trong bất cứ một cái trường hợp nào, dù chúng ta bệnh những cái bệnh như là giống như là chúng ta bị đột quỵ, hay chúng ta bệnh cái chết nào đó mà nó xảy đến có nhanh như thế nào đi nữa, thì cái nhanh đó, đó nó cũng không có thể nhanh hơn cái tiến trình diễn tiến của cái sắc nghiệp. Và do vậy hoàn toàn không có cái trường hợp mà một người chết vì một cái lý do nào đó mà cái sắc nghiệp đó, nó không có kịp để nó diệt đi, mà nó phải diệt một lần. Giống như là chúng ta nghĩ rằng là một người chết đột ngột đó, thì có thể là cái sắc nghiệp đó, là nó không có kịp diệt từng đoạn, mà nó sẽ diệt chung một lần. Nó hoàn toàn không có như vậy, bởi vì cái thân sinh lý đó nó do nghiệp tạo, và do nghiệp tạo đó cho nên nó sẽ vừa vặn khế hợp với nhân duyên, nó vừa đủ chứ không có dư, không có thừa. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta học về cái phần hết cái phần lộ sắc, thì tôi dừng lại để cho các vị học viên chúng ta có cái câu hỏi nào thắc mắc về cái lộ sắc này không? Dạ bạch sư ạ. Dạ. Dạ con sư ơi, trong cái lộ ngũ môn cận tử, cái tờ thứ 8 vừa rồi á sư, thì ngay chỗ sát na đại thứ 4 là chỗ khai ngũ môn á, thì chỗ đó là khai ngũ môn vẫn còn tạo bọn sắc tâm, nên chỗ đó là vẫn là 17. Thì xuống tới cái sát na đại thứ 5 là ngũ song thức không còn sanh bọn sắc tâm nữa, thì chỗ đó mới là 16 đúng không ạ? Tại vì hình như trên rồi bị nhầm á sư ạ. Cái số trên bản đồ bị đánh máy nhầm hay sao ấy ạ? Dạ phải. Dạ. Chỉ có cái ngũ song thức á, mới không có tạo ra cái sắc tâm. Thì khi đó mới 16. Dạ. 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 Vậy là cái khai ngũ môn vẫn là 17 à? Dạ phải. Khai ngũ môn vẫn 17 cho đến cái ngũ song thức mới còn 16. Dạ. Cảm ơn sư ạ. Dạ. Vậy là tới cái sát na diệt của tâm tử là... bọn sắc tâm còn 16, nhưng mà khi mà tâm tử đã diệt hoàn toàn rồi thì 16, cái số 16 này cũng mất hết toàn bộ luôn đúng không sư ạ? Dạ, cái 16 nhóm sắc tâm đó nó sẽ diệt đồng thời với cái sắc na cuối cùng, cái sắc na tiểu cuối cùng. Nó diệt đồng thời với cái tâm tử. Dạ. Dạ. Vậy là 8 bọn sắc nghiệp với lại 16 bọn sắc tâm này là sẽ diệt cùng một lúc với tâm tử luôn. Dạ. Dạ, dạ, diệt cùng lúc với tâm tử. Dạ. 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 Dạ sư cho con hỏi thêm là ở trong lộ nhập thiền quả sư thì có mấy trường hợp để tính cái lộ nhập thiền quả đó, ví dụ như là có một cái vị đó có cần phải chứng thiền trước khi chứng đạo thì mới có khả năng nhập thiền quả hay không, mà hay chỉ cần là chứng đạo siêu thế là có thể nhập thiền quả được à? Và phải có cái nền tảng của cái thiền, có cái nền tảng của thiền chỉ mới có thể nhập thiền quả. Là trong mọi trường hợp đều là như vậy à, thưa sư. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ. Dạ, con thưa sư, con đã hiểu rồi ạ. Thưa sư, dạ, con kính tri ân sư. Dạ. Các vị học viên còn lại, chúng ta có câu hỏi nào không ạ? Thưa sư, sư để con dò bài lại từ sau, con có thể hỏi không thưa sư? Dạ được, ở
ở trong cái lớp học này á, là tất cả những cái các vị có thắc mắc nào về cái phần vi diệu pháp á, đều chúng ta đều có thể nêu câu hỏi các vị. Cái gì tôi có thể tôi chia sẻ các vị thì tôi chia sẻ, bởi vì ở đây tôi muốn các vị làm sao chúng ta có thể nắm được cái vi diệu pháp, đó là cái mục đích mình ôn tập, chứ không có riêng về cái phần mà không có riêng về cái phần đang học, bởi vì ở đây chúng ta đang ôn tập chung. Và ngay cả những cái phần ôn tập này đó là tôi cũng chọn lựa ra theo cái suy nghĩ của tôi. Còn nếu mà các vị nào mà chúng ta có cái thắc mắc nào đó mà không có nhầm vào cái phần tôi chọn lựa thì các vị vẫn cứ hỏi. Tôi lặp lại, rất là cần thiết để các vị nắm cái phần căn bản. Do vì khi mà chúng ta có cái phần căn bản này thì các vị dễ học cái vi pháp bất cứ cái phần nào. Dạ, con bạch sư ạ, chị sư cho con xin hỏi ở một chỗ là trong cái phần nghiệp của sư, thì ở trong cái đoạn nghiệp thì có một loại đó là thiện đoạn nghiệp, thiện nghiệp thì nó sẽ diệt đi cái phần danh sắc của quả dị thục bất thiện. Có nghĩa là một cái chúng sinh mà nếu mà ở trong địa ngục á, chỉ cần là chúng sinh đó khởi lên một cái tâm đại thiện thôi thì có thể là thoát khỏi cái cõi địa ngục đó, liền lập tức đi tái sanh nè. Có thể là cái đó là trường hợp tổng quát hay không, hay là chỉ một vài trường hợp thôi ạ? Dạ không hết con, bởi vì ý con muốn hỏi rằng là một chúng sinh ở địa ngục mà khi mà khởi lên cái tâm đại thiện á, thì chúng sinh đó có thể tái sinh ở cõi khác đúng không? Hay sao? Dạ, dạ đúng rồi. Có nghĩa là lập tức là mạng vong ở cái địa ngục và tái sanh về một cõi khác, không còn ở địa ngục nữa hả? Chỉ cần cái tâm đại thiện khởi lên. Ở trong kinh nói rằng là trong những cái trường hợp mà chúng sinh ở địa ngục mà tái sinh ở cái cõi khác á, thì thứ nhất là cái nghiệp của chúng sinh nó đã bay đi. Cái thứ hai đó là do vì chúng sinh đó có thể khởi lên được một cái thiện tâm. Mà thật sự đó thì sư cũng chưa đọc cái tài liệu nào có nói rằng là chỉ cần một thiện tâm có thể sanh lên hay là một cái thiện tâm phải to lớn. Nhưng mà bản thân suy nghĩ đó thì đó phải là một cái tâm đại thiện, mà tâm đại thiện lớn lao thì mới được. Bởi vì đối với một chúng sinh hàng ngạ quỷ, tức là một chúng sinh mà sanh vào cái cõi ít khổ hơn địa ngục á, và khi mà chúng ta làm phước và hướng cho họ đó, thì Đức Phật nói đến cái đối tượng mà chúng ta có thể chúng ta làm phước để hồi hướng cho họ, đó là cái đối tượng tăng thí. Và tại sao phải là tăng thí? Là bởi vì cái đối tượng tăng chúng á, mới có cái khả năng cho một cái quả to lớn hơn là cái cá nhân tiểu thí. Thì ngay cả một cái loài ngạ quỷ như vậy đó mà cũng cần phải có một cái thiện tâm, đồng thời cái thiện tâm đó phải có một cái đối tượng to lớn, thì huống nữa là một chúng sinh ở cái loài địa ngục. Tuy vậy đó thì để một cái cách bảo đảm, và sư vẫn nói là ở trong kinh sư chưa thấy có cái lời xác định, chưa có lời cái xác định đó, cho nên là ở đây là sư chỉ trình bày theo cái cách sư hiểu vậy thôi. Được. Dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ thưa sư. Dạ. Thưa sư cho con hỏi cái chỗ mà tờ thứ 9 đó, khi lộ tâm tử ý môn sắc tâm còn 17 diệt dần đó sư, cái chỗ mà dạ, sau cái hữu phần đó, rồi tới quan cái
rồi rúng động nhất dòng cái ý, rồi năm động lực có cái chữ 67 là cái chữ y, đó là cái gì vậy sư? Cái tờ thứ mấy con? Dạ tờ thứ 9 đó sư. Tờ thứ 9 nhắm sắc tâm hả con? Dạ tờ mọi... thứ 9 của cái mấy cái tờ mới nãy sư vừa mới giảng đó, thì nó có 7 tờ đó, từ thiền diệt rồi xuất thiền diệt, rồi tờ thứ 8 là khi lộ tâm tử ngũ môn sanh, rồi tờ thứ 9 là khi lộ tâm tử ý môn sắc tâm, còn 17 diệt dần đó sư, tờ cuối cùng luôn á. Lộ ý môn cận tử, lộ ý môn cận tử sanh, còn 17 các tâm diệt dần. Dạ. Dạ, ý con hỏi như thế nào à? Con hỏi là cái số 7, cái chữ y nó là cái gì vậy sư? Tại vì sao con thấy nó không có trong cái lộ tâm mà con không có đoán được cái chữ y nó là cái chữ gì? 6 cái đầu là hữu phần, rồi thay vì là tới rúng động dứt dòng khai ý, rồi 5 động lực, xong 12 na cảnh, rồi tới tâm tử xuất hiện. Nhưng mà ở đây con thấy có cái chữ y ngay chỗ số 7 đó, là cái chữ y đó là cái gì vậy sư? Ủa chữ y đâu chị ạ? Chữ V đấy. Chữ V không chữ y đâu. Hữu phần vượt qua chị. Cái phần vượt qua đấy chứ không phải y. Vượt qua hả? Lộ ý là đâu có. Là nít bàn. À, vậy là chữ... Con hỏi số mấy con? Con hỏi Trang, thứ 9 dạ. Là cái dòng thứ mấy? Dạ, dòng số 7 sư. Dòng à, dòng thứ 7 đâu phải chữ Y, chữ V đúng không ạ? Chữ V đó. Dạ, chữ V chứ là vừa qua. Con dạ. Nhìn chữ Y. Dạ, cảm ơn. Bây giờ cái sách in á, sách in á, dạ, không phải rõ. Dạ. Thưa sư, cho con hỏi. Dạ. Cái tờ thứ 8 á sư, cái số 1 là hữu phần, thứ 2 là rúng động, thứ 3 là hữu phần, thứ 4 là khai ý môn hay khai ngũ môn sư? Cái tờ thứ 8, cái dòng thứ mấy mà? Dòng thứ 4. Dòng thứ 4. Khai ngũ môn phải không sư? Dạ khai ngũ môn. Dạ, tại trong sách in khai thiết ý môn. Dạ lỗi con, tại vì khai ngũ môn mới có ngũ song thức chứ. Dạ con cảm ơn sư. Dạ. À thì tôi cũng lặp lại là ở trong cái lớp tập này á, là mục đích là chúng ta ôn tập, cho nên các cái phần nào á, các vị chưa có nắm rõ thì các vị cứ hỏi, tất nhiên tôi cũng tùy theo cái khả năng của mình tôi chia sẻ với các vị, cho nên là không có giới hạn là đang chúng ta đang học về lộ sắc thì chỉ có những cái câu hỏi liên quan về lộ sắc thôi, mà tôi muốn là làm sao mà các vị có thể nắm được cái phần cơ bản của cái phần ví dụ pháp này. Thì nếu mà các vị không có câu hỏi nào đó thì các vị có thể không có câu hỏi bây giờ thì chúng ta không có thể, nhưng nếu mà trong cái quá trình học cái buổi hôm sau, trong tuần sau thì các vị hỏi lại cũng được không sao. Tức là ngày hôm sau tôi sẽ chúng ta sẽ ôn tập về cái uẩn xứ giới đế. Nhưng mà nếu mà các vị còn cái câu hỏi nào bài học ngày hôm nay thì chúng ta vẫn có thể chúng ta hỏi. Vậy thì chúng ta kết học kết thúc buổi học ở đây, chúc các vị ăn vui. Dạ. Dạ. Con kính chi ân sư ạ. Dạ dạ. Con kính ân sư buổi học hôm nay. Con kính chi ân sư ạ. Xin chào các bạn. Con kính chi ân sư buổi học hôm nay ạ.